sĩ Mạnh Quỳnh tiết lộ điều bất ngờ về người vợ xinh đẹp ở Mỹ. Ở tuổi 50, Mạnh Quỳnh vẫn thăng hoa trong âm nhạc và có một gia đình im ắng hạnh phúc. Mạnh Quỳnh sinh năm 1972 là nam ca sĩ được nhiều người yêu mến vì chất giọng mượt mà, tình cảm, những bản tình ca về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương. Qua tiếng hát của anh luôn nằm trong trái tim người hâm mộ. Không chỉ hát dòng nhạc bolero, Mạnh Quỳnh còn nổi tiếng với những bản tân cổ giao duyên. Qua Mỹ từ năm 92, tiếng hát Mạnh Quỳnh nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại. Ngoài đơn ca, anh là còn là người song ca ăn ý nhất của hàng loạt sao nữ, ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, Như Quỳnh, Hương Thủy, Tâm Đoan. Trong số đó, Phi Nhung là người được khán giả ghép đôi cùng ca sĩ nhiều nhất trong suốt nhiều thập kỷ qua. Đỉnh cao của cặp đôi là năm 2000 đến năm 2007, có thời điểm họ cùng đi show 10 lần mỗi tháng, con số được xem là khủng tại thị trường hải ngoại. Sự kết hợp ăn ý trong những ca khúc tình cảm và khai thác thế mạnh chung về tân cổ giao duyên đã đem lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Song ca quá ăn ý nên nhiều người mặc định Mạnh Quỳnh, Phi Nhung là nhân tình ngoài đời. Mạnh Quỳnh từng nhiều lần giải thích về mối quan hệ này. Đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng nói chính xác hơn, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý, tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn tôi sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa, tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Vốn là người khá kín tiếng trong chuyện riêng tư, người nhiều người bất ngờ khi biết Mạnh Quỳnh kết hôn với cô gái xinh đẹp người Mỹ gốc Việt, tên là Cẩm Diệu. Theo tiết lộ của ca sĩ, chính Phi Nhung là người may mối xe duyên cho anh và vợ. Mạnh Quỳnh tiết lộ, tính cách của anh và bà xã là hai thái cực trái ngược nhau. Nếu như sau hơn 20 năm vẫn giữ lối lề lối của người Việt Nam thì vợ anh do sống ở Mỹ từ nhỏ nên quan niệm và cách sống rất Tây. Tuy nhiên anh cho rằng đây cũng là lý do khiến vợ chồng anh đến với nhau và gắn bó nhiều năm qua. Hiện tại, Mạnh Quỳnh có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ và hai con trai. Hai cậu con trai được Mạnh Quỳnh đặt tên và Tâm và Nhân như một cách hướng các con về cội nguồn. Tuy nhiên anh dí dỏm thú nhận, cả hai đều không mấy hứng thú với âm nhạc quê hương nói chung và các ca khúc của bố nói riêng. Tương tự, vợ Mạnh Quỳnh cũng không thích nghe nhạc của anh, chỉ thích nghe nhạc Mỹ. Nên ở nhà, nam ca sĩ ít khi mở cái album của mình. Vợ Mạnh Quỳnh là chuyên viên phân tích tài chính nên rất ít khi xuất hiện cùng chồng trước đám đông. Mạnh Quỳnh từng chia sẻ rất tự hào về bà xã khi vẫn luôn thấu hiểu công việc của chồng, chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu khi chồng thường xuyên đi diễn hoặc tình tứ trên sân khấu. Trong khi bản thân Phi Nhung đã về nước hoạt động nghệ thuật thì Mạnh Quỳnh vẫn sống tại Mỹ, thỉnh thoảng có dịp anh mới trở về biểu diễn. Chào quý vị và các bạn đến với Người Nhà Quê. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.